tình trạng lăn ra anh vạ của trẻ em có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, cho dù bạn là bà mẹ của năm hay là một bà mẹ nghiêm khắc nhất. Hầu hết trẻ em dưới 2 tuổi chưa được phát triển về mặt nhận thức đủ để hiểu các lý do, vì vậy khi điều gì đó khiến cho chúng không hài lòng, lũ trẻ sẽ ăn vả. Và thông thường trẻ cũng rất nhạy bén một cách bản năng ăn vả vào thời điểm nào dễ thu phục được cha mẹ nhất. Để kiểm soát tính hay khóc mếu và làm cho trẻ nhanh bình tĩnh lại, các phụ huynh hãy thử 5 mẹo dưới đây. Thay đổi chủ đề. Trẻ tuy còn chưa có nhiều nhận thức và hay dỗi hờn nhưng cũng rất hay quên. Nếu con đòi hỏi một thứ gì đó mà bạn không thể đáp ứng hoặc không muốn nuông chiều theo ý của chúng, thay vì quát mắng, đè nẹt, hãy tìm cách đổi chủ đề. Ví dụ con bạn thích xem phim hoạt hình Disney, hãy ngay lập tức kể về một nhân vật trong bộ phim mà bé thích nhất. Hoặc nếu bé thích ăn một món ăn vặt nào đó, hãy miêu tả bữa xế bạn sẽ làm món đó cho bé ăn. Trẻ sẽ quên ngay vài phút trước chúng đang đòi thứ gì và dễ dàng bị hấp dẫn bởi chủ đề mà chúng ưa thích. Bằng cách này bạn sẽ giúp trẻ giữ lại nụ cười trên môi và không lăn ra khóc lóc nữa. Cười. Hãy cẩn thận khi sử dụng chiêu này, bởi nó có thể phản tác dụng. Một số trẻ thậm chí còn trở nên cáu giận hơn vì chúng nghĩ bạn đang cười nhạo chúng. Vì thế bạn phải nở nụ cười đúng cách, và nếu bắt đúng tần số, sẽ khiến trẻ quên rằng mình đang khóc mếu mà sẽ nở nụ cười cùng bạn. Đầu tiên, khi trẻ khóc, bạn hãy cười to lên để gây sự chú ý của trẻ. Nhưng đừng nhìn vào trẻ mà nhìn vào bất kỳ một vật nào đó và nói, ô nhìn kìa, buồn cười quá. Ngay khi trẻ tập trung sự chú ý vào vật thể gây buồn cười đó, bạn hãy kể một câu chuyện gây cười về các con vật hay đồ vật nào đó. Hoặc cù vào chân, chạm vào mũi trẻ, lúc này trẻ đã quên mình đang muốn gì rồi.